Một người chị, một ca sĩ rất là gắn bó thân quen với Bảo Ngư đã có mặt ở đây. Chị xin chúc Bảo Ngư là MV rất là tốt. Vi biết là Ngư rất là cố gắng mấy năm nay và Vi thấy MV này rất là hoành tráng. Nhưng mà chị Vi làm gì chị Vi đẹp dữ vậy? Mới từ nước ngoài về hay sao mà đẹp dữ vậy? Đúng rồi, Vi mới đi nước Mỹ về để đi chơi về hè với lại đi dự này của Bảo Ngư. Vi gặp Ngư thì mà Vi khoảng 14-15 tuổi về rất là lâu rồi. Và đó là Bảo Ngư có này có cao như đây rồi. Bây giờ Ngư cao gần Vi luôn rồi. Nice. Và Vi với Ngư cũng đã hợp tác những cái MV như là Music Travel. Và Bảo Ngư cũng là một người bạn cũng rất thân của Vi luôn. Có một lời chúc cho Bảo Ngư khi mà ra chuẩn bị ra mắt MV này, Vi sẽ chúc điều gì nào? Vi chúc là MV rất là tốt đẹp và Ngư rất từng ngày càng tươi đẹp và càng xinh xắn hơn. Cảm ơn Vi nha, bây giờ mời Bảo Ngư là nào sẽ xem phim nào. Theo Phúc Lâm thì chứng kiến bé Bảo Ngư phát triển từ lúc còn có khoảng tầm 6-7 tuổi thôi. Và bé cứ trưởng thành từng ngày một và được rất là nhiều những cái thành tựu, thành công. Thì ngoài việc là may mắn, ngoài việc là có được một người cha, một gia đình rất ủng hộ và support cho bé rất là nhiều, thì Phúc Lâm biết rằng là Bảo Ngư rất cố gắng, rất nỗ lực học tập, từ tự tập hát này, rồi học đàn guitar, rồi học trống, rồi rất là nhiều các cái, luôn luôn là nghe, luôn là rất là ngoan. Đấy, rất đặc biệt là rất là lễ phép với các cô chú nghệ sĩ, các anh chị ca sĩ đàn anh đàn chị, thì là cái đó, cái chính là cái mà Phúc Lâm nghĩ rằng là tương lai mà các bạn trẻ, bạn ca sĩ trẻ, các nghệ sĩ trẻ cần phải duy trì cái đó. Ngoài sự nỗ lực ra thì mình phải biết cách sống làm sao cho mọi người yêu thương mình. Chị Phúc Lâm có dự đoán là cái MV này của Bảo Ngư sẽ là bao nhiêu triệu view không? Cái đó nói trước thì mình cũng không dám nói trước điều gì, nhưng mà chỉ chúc rằng là MV này sẽ đạt được một cái số lượng view rất là khủng, vì nhìn hình ảnh cũng như là mọi thứ và cái sự tổ chức thì Phúc Lâm đoán là đây sẽ là một cái sản phẩm mà được rất nhiều người đón nhận và sẽ thành công. Cảm ơn Phúc Lâm, và bây giờ sẽ mời chú Lượng một cái chỗ thật là đẹp vào rạp để mà coi ủng hộ cho cái ngày ra mắt đầu tiên này của Bảo Ngư. Cảm ơn chú Phúc Lâm nha. Một ông bố của cậu bé như là thần đồng Nguyên Khang. Minh Khang đã có mặt ở đây từ rất sớm để ủng hộ cho Bảo Ngư rồi. Bây giờ bố có điều gì chúc cho bé Bảo Ngư nè? Phải nói hôm nay rất là vui vì một cái sự kiện như thế này, niềm vui nó nhiều thứ lắm. Và đầu tiên là phải chúc mừng cho anh Yên Lam cũng như là bé Bảo Ngư có một cái MV phải nói rất là mong đợi. Tại sao gọi là mong đợi là tại vì mọi người biết rằng là dịp Trung Thu là một cái dịp là gọi như là Tết trẻ em, đúng không Phúc Mạc? Nhưng mà không có nhiều sáng tác, không có nhiều bài rất nhiều năm nay rồi. Và hôm nay là khó quá, sáng tác kiểu gì cũng khó quá. Và đặc biệt là hợp với chủ đề nữa, thành ra là hôm nay là một cái sự gọi như rất là vui, rất là mong đợi. Và chúc cho Bảo Ngư và cũng như anh Yên Lam là gặt hái được nhiều thành công và được sự đón nhận rất 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 là nhiệt tình của tất cả các phụ huynh của các bạn nhỏ. Và đặc biệt là thay lời cho các cô giáo, đặc biệt là các cô giáo tại các trường mầm non mình có dịp gặp gỡ rất là nhiều, là các cô cũng rất là mong đợi có nhiều cái sáng tác, nhiều cái bài mà dành cho các bạn thiếu nhi, đặc biệt là cái dịp Trung Thu như thế này. Và bố có dự đoán là bao nhiêu view cho cái MV này của bé Bảo Ngư không? Dự đoán hả? Không phải dự đoán nữa mà phải mong đợi là phải là triệu view cơ. Hy vọng là phải là triệu view cơ. Bây giờ có người có tỷ view đó. À, tỷ view hả? Không, mình từng bước đi, mình từng bước đi triệu view xong rồi mình bắt đầu mình đặt mục tiêu tiếp. Triệu là chắc ha, tại có những cái bài Bảo Ngư ví dụ bé muốn mang là mấy đúng rồi, view rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Rồi. Vâng. Hy vọng là bước đầu tiên sẽ là triệu view và bước theo sẽ là nhiều triệu view và tới tỷ view. Nghe nói là bố cũng có tin mừng cho Khang rồi, rồi là có những cái món quà, những cái giải thưởng bất ngờ của Khang đúng không? À đúng rồi, riêng đối với Minh Khang thì một cái cập nhật rất là vui là Khang vừa trở về từ Singapore và đạt được rất là nhiều huy chương trong các cái cuộc thi toán quốc tế. Đây cũng là một cái niềm vui cho bản thân Khang, cho gia đình và một cái điều rất là tự hào, tại vì không nhiều bạn Việt Nam có thể gọi như là đạt được cái giải thưởng này. Và một điều rất là tự hào luôn là có thể là mang được cái lá cờ Việt Nam tung bay trên một cái sân khấu của thế giới rất là nhiều quốc gia, và trong đó là có Việt Nam, thì đó là một cái niềm vui mà những người mà có theo dõi Khang và nhân tiện đây thì cũng muốn chia sẻ một cái niềm vui, một niềm tự hào đến tất cả mọi người. Là ông bố quốc dân là đây rồi đúng không? Ok rồi, cảm ơn. Ok, và chúc cho Khang sẽ có thêm nhiều thành tích nữa. Bây giờ có một lời chúc cho bé Bảo Ngư trước khi mình vô rạp mình coi phim nè. Dạ đúng rồi, Bảo Ngư ơi, gia đình của Minh Khang và của Trung Huy chúc cho Bảo Ngư là sẽ có được cái thành công gọi như là tuyệt vời nhất cho cái MV này, và đây sẽ là một cái tiền đề cho những thành công tiếp theo nữa và nhiều MV theo nữa, chứ không phải riêng gì mỗi cái MV này không nha. Ok, cảm ơn bố Khang. Yeah. Thì có một người bác rất là thân quen với Bảo Ngư, bác hậu Kim Hồng tới đây để cổ vũ và chúc mừng cho MV Hỏi Cuộc của bé Bảo Ngư. Xin mời bác sẽ chia sẻ nhiều điều về bé Bảo Ngư ạ.
xin chào mọi người. Hôm nay là Kim Hồng rất là vui được tới dự một cái buổi họp báo cũng như là buổi ra mắt cái MV chủ đề về trung thu mà Kim Hồng cũng như tất cả mọi người cũng có những tuổi thơ rất là thú vị, và tất cả các trẻ em cũng đều thích cái ngày này, đó là một Tết trung thu Tết rất ấm áp để được mọi người tặng quà cũng như là nhớ lại cái những cái thổ mà Kim Hồng rất là nhỏ đi rước đèn nè, được ăn bánh nè, rồi tuổi thơ là trí ức tuổi thơ rất là quan trọng. Thì hôm nay đến đây bầu cho mình lại một cái chất tuổi thơ rất là hay, và mình cũng có rất là nhiều con cháu, thì năm nào Kim Hồng cũng rất là nâu nức cái ngày trung thu để có dịp ra mình cũng như mình đóng vai trò chị Hằng đó, để mình phát bánh cũng như là hát những bài hát nhớ về thiếu nhi. Rồi nhớ chị Hồng thì giúp cho rất nhiều nghệ sĩ thành công, Phúc cũng thành công từ chị Hồng, bé Bảo Ngư thành công từ chị Kim Hồng, cho nên là hôm nay thì chị hy vọng rằng là cho các bạn trẻ và các chị trẻ sẽ có những cái điều gì để các bạn thành công hơn trong bước đường nghệ thuật của mình ạ. Đối với Kim Hồng thì nhận xét là Bảo Ngư là một cái đứa cháu tinh thần, như mình coi một đứa con em, một cái người cháu mà mình rất là thương yêu và quý trọng, bởi vì ngoài cái việc mà học giỏi, Bảo Ngư có một cái tâm hồn rất là trong sáng, hồn nhiên và thánh thiện, rất là lễ phép với cha mẹ. Và mỗi lần Kim Hồng có những cái sự kiện gì gia đình, hay đặc biệt là cái kỳ mà cái mùa Covid đó, thì Kim Hồng sáng tác những cái bài hát để mà cổ vũ, động viên cho những người thân của mình ở quê nhà. Lúc đó là Kim Hồng đang ở Mỹ, ở Chicago, thì cũng như là em, rồi tất cả những ca sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, và Bảo Ngư cũng đã đồng hành và cùng chung sức để mà hát lên cái bài hát là với cái chủ đề là để mà động viên chia sẻ chống dịch trong cái an toàn trong cái thời gian rất là cao điểm vào cái dịp mà cuối năm 2000 và đầu năm 2001 21 và bài hát rất là hay. Và ngày hôm nay thì chị dự đoán là MV Hỏi Cụ Béo Bảo Ngư sẽ là bao nhiêu view ạ? Chắc chắn sẽ thành công, mình chưa biết là bao nhiêu, nhưng mà tới đây thấy là mọi người từ doanh nghiệp cũng như là các luật sư, các văn nghệ sĩ, các nhà báo, rồi các tất cả mọi người đến đây ủng hộ, có nghĩa là bắt đầu đã thành công, và nghĩ rằng là cái sự đầu tư, một cái sự tận tình, một sự đam mê, một cái chương trình để nghĩ như vậy thì chắc chắn sẽ đem lại cái hiệu quả rất là cao, và đặc biệt là truyền cảm hứng cho tất cả trẻ em ở Việt Nam cũng như hải ngoại một mùa trung thu năm nay rất là thú vị. Chờ những cái show sắp tới của chị sẽ tổ chức cho các nghệ sĩ tham gia, đặc biệt là có Bảo Ngư và có em nha. Đúng rồi. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, mùa trung thu an lành. Đúng rồi. Kim Hồng xin chúc tất cả mọi người có một mùa trung thu bên gia đình thật là hạnh phúc ấm áp. Cảm ơn chị, xin mời chị vào trong đàn là selfie ủng hộ cho Bảo Ngư. Cảm ơn chị. Và tiếp theo là một vài người cô rất là xinh đẹp, cô Ngọc Liên sẽ chúc cho Bảo Ngư những điều tốt đẹp nhất. Xin mời cô Liên. Ngày hôm nay là buổi ra mắt MV rất là xịn sò của bé Bảo Ngư. Không bao giờ kêu bé thì nó cũng hết bé đúng không, bây giờ là thiếu nữ rồi. Liên chúc cho bé Bảo Ngư càng ngày càng phát triển hơn nữa, mà hát hay hơn nữa, đẹp hơn nữa, và gọi là professional hơn nữa, tại vì bây giờ bé là thiếu nữ rồi, hết là thiếu nhi rồi, ca sĩ luôn rồi, coi chừng đồng nghiệp với cô Liên rồi đó, đồng nghiệp với chú Phúc với cô Liên rồi đó. Và mong rằng ngày hôm nay với quan khách, mà nói chung là anh chị em nghệ sĩ thật là đông đủ, mà toàn là những ngôi sao không ha, đến đây chia vui cùng với cháu, chúc cháu có một buổi thăng hoa, và trong tương lai sẽ phát triển nữa nha. Cảm ơn cô Ngọc Liên. Mời cô. Giờ là một người cô và một người em rất thân thượng với anh Yên Lam, đó là cô makeup Lan Anh. Bây giờ cộng đây đẹp quá, nhìn không ra luôn á. Bây giờ em có điều gì chúc cho Bảo Ngư nè? Dạ em ngày hôm nay em đến đây là em chúc cho Ngư là sau này sẽ có một sự nghiệp rất là hoành tráng, và rất là, thật sự rất là thương Ngư. Và em thấy, vì em thấy Ngư từ lúc nhỏ rồi, mà bây giờ Ngư được như vậy là có một nền giáo dục tốt và được đang đi đúng hướng, cho nên là em nghĩ Ngư sẽ rất là thành công trong tương lai. Em đoán view của Ngư cho em hỏi cuội này sẽ là bao nhiêu view nè? Anh đoán là 1 tỷ rồi đó. Ai đoán đúng là có thưởng đó nha. Ôi vậy á hả? Vậy em đoán giống anh. Ok, mà Phúc và Lan Anh sẽ chúc cho Bảo Ngư là MV này sẽ 1 tỷ view nha. Dạ chắc chắn là 1 tỷ view, phải hơn 1 tỷ view okay, nha. Bây giờ sẽ vô rạp chọn cái góc đẹp nhất đi. Dạ, đúng rồi.
Vậy là một hot boy, một diễn viên trẻ nữa cũng đến chúc mừng cho bé Bảo Ngư, đó là diễn viên Lâm Nguyễn. Chào Lâm Nguyễn. Xin chào anh Phúc và xin chào tất cả các bạn độc giả. Thì ngày hôm nay Lâm Nguyễn rất là vui khi đang có mặt tại buổi họp báo của ca sĩ Bảo Ngư. Và ngày hôm nay đến với lại không gian của buổi họp báo thì phải thật sự là wow, em thật sự rất bất ngờ luôn. Bởi vì không nghĩ là cái độ chịu chơi của anh Yên Lam dành cho con gái nhà nội của mình là ca sĩ Bảo Ngư nó bự tới như vậy. Và cũng đang rất là nóng lòng để xem là cái MV Hỏi Cùi này nó sẽ hấp dẫn như thế nào anh Phúc ha. Nghe đồn nó ngàn tỷ đó. Tại vì cái hôm ngày đầu anh đi quay là anh thấy quay 8-9 ngày mà bố Lam là rút tiền ngân hàng lia lịa trả cho ekip, trả cho make up rồi vũ công rất là nhiều. Dạ. Nghe đồn là tới ngàn tỷ rồi đó. Vậy là MV này là đúng kiểu Hỏi Cùi luôn. Nghĩa là anh Yên Lam phải đầu tư cả ngàn tỷ để bay lên cung trăng để phải hỏi được chú Cùi được, đúng không anh? Mà tưởng tượng coi là anh đi quay một ngày anh ăn 8-9 lần luôn. 8-9 lần anh Yên Lam. Mà anh chỉ theo review thôi chứ chưa có làm gì hết á. Em có một cái câu chuyện này là tại vì anh Yên Lam cũng hỗ trợ cho em cho chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng á. Hầu như là mỗi lần mà thu âm là anh Yên Lam ở ngoài em thấy đều ăn hết. Nghĩa là ăn liên tục, ăn luôn tuần tuần. Và em không biết là trong MV này có cảnh nào mà Bảo Ngư có feature cảnh mà không biết là Hỏi Cùi, không biết là đang Hỏi Cùi hay đang hỏi anh Yên Lam nữa. Em không biết là diễn viên đóng vai Cùi đây là ai. Em cũng rất là mong chờ coi MV này như thế nào. Cùi chắc bố Lam là Cùi quá. Đúng rồi, phải Cùi là bố Lam thôi. Một lời chúc cho bé Bảo Ngư thì ca sĩ diễn viên Lâm Nguyễn sẽ chúc gì cho bé Bảo Ngư nào? Dạ, thì không có chúc gì nhiều hơn là cái sự thành công cũng như là những gì mà ca sĩ Bảo Ngư đang mong muốn, cũng như là những nhà sắp tới của Bảo Ngư sẽ cực kỳ rực rỡ, cực kỳ thăng hoa. Và cũng phải cảm ơn nhạc sĩ Yên Lam đã giúp chấp cánh cho ca sĩ Bảo Ngư để có thể trở thành một cô ca sĩ vừa tài nè, vừa giỏi, vừa dễ thương, vừa hát hay nữa, đúng không anh Phúc? Rồi, cảm ơn Lâm Nguyễn nha, và mời Lâm Nguyễn vào rạp nè, uống cà phê muối đi. Hãy cùng với Lâm Nguyễn và anh Phúc và tất cả ekip đón xem MV Hỏi Cùi sẽ được phát sóng vào ngày 28 tháng 8. Xin chào. Bác Hiền ABC, chào bác Hiền. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mừng gia đình của bạn Yên Lam với bé Bảo Ngư đã ra mắt một cái sản phẩm chắc là rất chất lượng, đây cũng đang rất háo hức để mà chờ xem. Anh Hiền là người đã từng góp phần thành công những cái MV của các ca sĩ nổi tiếng, anh Hiền thấy là để thành công một cái MV và đặc biệt như là MV Thiếu Nhi, ta cần yếu tố như thế nào ạ? Thật sự làm sản phẩm âm nhạc thì cũng có thể là dễ làm, nhưng mà làm cho thiếu nhi rất là khó. Thứ nhất là phải hiểu tâm lý của các bạn trẻ và một chút màu sắc ở trong đó phù hợp với thiếu nhi. Quan trọng là phải có tài năng để có sức thu hút. Thì mình tin tưởng rằng bé Bảo Ngư là một trong những tài năng trẻ và có khả năng làm được điều đó. Em nghe nói là trong cái MV này bé Bảo Ngư múa rồi vũ đạo rất là nhiều mà đau hết người luôn. Như vậy làm sao để các nghệ sĩ, các ca sĩ múa mà không bị bầm mình bầm mẩy ra mà vẫn có những cái vũ đạo đẹp, thì theo bác Hiền có cái kinh nghiệm gì chia sẻ không ạ? Nếu mà múa mà để mà đẹp mà không bầm mình thì có tốt nhất là không nên múa. Chứ còn nghệ thuật mà luôn luôn có những cái khó, những cái sự cố gắng, nỗ lực. Dĩ nhiên là để có sản phẩm đẹp thì chắc chắn là các bạn phải có những cái giống như rất là hy sinh. Còn cuối cùng anh dự đoán MV này của bé Bảo Ngư sẽ bao nhiêu view nào? Bé Bảo Ngư thì khỏi nói là một bé rất là giỏi, có thể dựng phim được, có thể tự làm kênh TikTok được và có cái tài năng từ lúc còn bé. Hiền đã theo dõi bé Bảo Ngư thì chắc chắn là cái video này mình tin tưởng là phải có 1 triệu view và kỳ vọng sẽ được hơn tới vài chục triệu, càng tốt. Để vì á, nhà bác Hiền nói gì thành sự thật nha. Cảm ơn bác Hiền rất là nhiều và chúc bác Hiền coi MV thật là tốt nha. Mời bác Hiền vào rạp nào. Và tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ một người đồng nghiệp rất là thân thiết với bố Yên Lam nữa, và cũng đến đây chúc mừng cho ca sĩ Bảo Ngư, đó là ca sĩ Thanh. Chào anh Thanh, Thanh có điều gì chia sẻ với mọi người trong buổi họp báo ngày hôm nay của bé Bảo Ngư ạ? Hôm nay thì Thanh thấy là có rất nhiều người đến đây ủng hộ cho bé Bảo Ngư. Thanh cảm thấy đó là một cái niềm hạnh phúc dành cho bé và cũng như là dành cho gia đình của bé. Thì Thanh cũng mong rằng là khi mà chúng ta có một sản phẩm ra thì ai cũng mong muốn rằng sản phẩm sẽ được đón nhận một cách tốt nhất. Thì Thanh chỉ mong là mọi người sẽ luôn yêu mến bé và chúng ta cùng nhau ươm những mầm non, những tài năng trẻ để các bạn sẽ có những cái cơ hội để phát huy tài năng của mình trong tương lai. Thì Thanh cũng mong rằng, và cũng như là một lời chúc đến sản phẩm của bé sẽ được nhiều người đón nhận. Thanh chỉ chúc cho bé một điều là sản phẩm của mình sẽ luôn luôn được mọi người đón nhận và sẽ có được những thành tích mà chính bé mong muốn. Cảm ơn Thanh rất là nhiều, và bây giờ xin mời anh thẳng tiến vào rạp để xem và ủng hộ cho buổi chiếu đầu tiên của MV Hỏi Cùi này, và chúng ta 4 ngày nữa là sẽ cày view trên YouTube nha. Dạ, xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn Thanh. Một cô MC như hoa hậu nữa, MC Phương Nguyên đến đây ủng hộ cho bé Bảo Ngư. Xin mời MC Phương Nguyên chia sẻ với bé Bảo Ngư nào. Xin chào quý vị khán giả.
Hello Bảo Ngư, hôm nay chị rất là vui và hạnh phúc khi nhận được thiệp mời của em. Khi mà chị nhận thiệp thì chị thấy wow, em đã có một bước chuyển mình rất là ấn tượng. Chị hy vọng và chị chúc mừng em đã có một cái sản phẩm đầu tay cực kỳ chuyên nghiệp. Và bây giờ dự đoán MV sẽ bao nhiêu view thì Uyên sẽ phục vụ bao nhiêu view nè? Chắc chắn là sẽ 1 triệu view, nhưng mà con số bao nhiêu thì quý vị hãy chờ đón xem nha. Khi Uyên phỏng vấn Ngư thì Uyên thấy bé Bảo Ngư vẫn giữ cái nét hồn nhiên trẻ trung của một cô bé 15, 16 tuổi thôi. Nhưng mà khi mà thực hiện MV và thấy cái sự đầu tư công sức của em thì cảm thấy rất là ngưỡng mộ cô bé này. Rất là có cái sự chỉnh chu trong những cái sản phẩm của mình. Và chị hy vọng là em sẽ giữ được cái tinh thần yêu âm nhạc cũng như là cái mức độ chuyên nghiệp này mãi mãi. Cảm ơn cô Phương, em đã có Uyên xinh quá. Ai make up cho cô Uyên vậy? Dạ, trợ lý của em. Chú Lý Nguyễn. Cảm ơn anh Phúc. Cảm ơn okay. Phúc. Sắp tới giờ chiếu MV rồi và giờ mới thấy mẹ cám vô đây. Là bầu lô tô Hoài Tân. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em là cô Hoài Tân gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả, cũng như là chào bé Bảo Ngư thì dễ thương. Hôm nay rất là vui và rất là háo hức khi mà được nhận được cái thiệp mời của anh nhạc sĩ Yên Lam cũng như là bé Bảo Ngư để đến tham dự cái lễ ra mắt cái MV Hỏi Cuội của bé Bảo Ngư. Thật ra thì Hoài Tân cũng có tham gia trong cái MV này nên là cũng rất là hồi hộp, đang chờ đợi xem là khi mà hoàn thành xong hết mọi thứ thì sẽ ra như thế nào. Và đặc biệt bật mí cho quý vị rằng là cái MV này rất là hay và rất là gọi là chất, gọi là đúng chất, rất trẻ nha mọi người, nên là mong mọi người sẽ ủng hộ cho bé Bảo Ngư cũng như MV Hỏi Cuội nha. Mời chú Tân vào rạp nào. À, bé Bảo Ngư là mình đang biết từ lúc mẹ nó đang có bầu nữa. Bé Quân đang quay. Bé Quân đang đây. Em gái tôi đang. Đây là mẹ của bé Bảo Ngư, là bé Quân. Là mình đang biết từ lúc mà hai đứa vừa mới lấy nhau có rồi, bầu rồi, có bầu rồi mới đẻ ra bé Bảo Ngư, rồi cô Lan tới ẩm suốt ngày, đeo cô Lan suốt ngày luôn. Mà bây giờ trưởng thành lớn như vậy đó, cô Lan vui lắm. Cô Lan chúc con luôn thành công trong con đường nghệ thuật và lúc nào cũng được mọi người đón nhận. Và cô Lan chúc con sẽ nổi tiếng để cô Lan kêu show rần rần. Cô Lan vậy là vui chưa? Cái mặt cô Lan vậy là vui chưa? Cô Lan vui rồi đó. Xin chào tất cả mọi người, được gặp lại MC Hồng Phúc rất là lâu rồi ha, chúng ta mới gặp nhau. Đây là mẹ của bé Hoàng Ngư và đây là chị Mạch Lan. Thì qua Tuấn Du nói đi nói lại giống như là một người gia đình vậy đó. Thì bạn Yên Lam là một người bạn của mình. Thì mình đã từng có những cái sản phẩm đầu tiên đầu đời của bé Bảo Ngư. Và hôm nay thì bé Bảo Ngư ra một cái MV mới. Mà MV này hứa hẹn là chấn động luôn. Bởi vì ra đúng thời điểm và thời điểm này ta đang rất cần cái màu sắc này. Và một lần nữa thì xin chúc cho một cái MV thật là xịn sò. Mà Hỏi Cuội là một cái chủ đề có như là rất là đắt giá trong thời điểm này. Cảm ơn. chúc mừng và thành công nha chị Viu. Cô Thanh Lan, cô nói gì với cho Bảo Ngư nè? Chúc cho Bảo Ngư MV Hỏi Cuội của Bảo Ngư thật là nhiều view, thật là ấn tượng và thật là sung sức và phát triển sự nghiệp nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn cô Lan nha. Và bây giờ mình vô rạp mình coi phim và review của ha. Bye. Hỏi Cuội cho mọi người, bye. Bây giờ chúng tôi thấy có rất nhiều khách mời, các anh chị em nghệ sĩ đã đến đây để chúc mừng cho bé Bảo Ngư, cũng như là hy vọng là MV này sẽ không phải là triệu view đâu mà là tỷ view. Giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ca sĩ, MC, diễn viên, người mẫu bé Ngọc Dầu. Ủa gì vậy? Dạ xin chào cả nhà. Dạ xin em... chào MC đẹp trai dễ thương chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Dầu ơi, em biết gì về MV Hỏi Cuội bé Bảo Ngư nè? Dạ em chỉ biết là đây là một cái MV mà em thấy làm như là một cái bước đánh dấu gọi là trưởng thành của Bảo Ngư vậy đó. Bởi vì là em cũng có rất là nhiều cơ hội được quay chung với Bảo Ngư rồi, thì càng ngày càng thấy Bảo Ngư cũng giống mình á, ngày càng trưởng thành hơn và ngày càng có nhiều thành công hơn. Và mong rằng đây sẽ là một thành công tạo một dấu ấn thật là đặc biệt để giúp cho con đường sự nghiệp của Bảo Ngư sẽ có một cái ký ức thật là đẹp và tuổi gọi là tuổi 15 đặc biệt như thế này. Và một lời chúc cho bé Bảo Ngư thì con sẽ chúc cho bé Bảo Ngư điều gì hả Dầu? Dạ chúc Bảo Ngư phải nói giọng Bảo Ngư nha. Chúc Bảo Ngư ngày càng học giỏi xinh đẹp, MV tiểu tỷ vi luôn nha. Bye bye Bảo Ngư nha. Mời Ngọc Dầu nha, mời Ngọc Dầu vô rạp có phim đi. Dạ bye bye.
Ra thì lâu lắm rồi Nhung không có dự những cái sự kiện như thế này của các ca sĩ. Bởi vì chắc là quý vị có theo dõi Nhung thì cũng biết là Nhung rất là bận công việc gia đình với con cái. Nhưng mà chỗ nhạc sĩ Yên Lam là chỗ bạn thân của Nhung, cho nên là bé Bảo Ngư cũng như là bé Bích Ngọc là hai bé là chơi thân với nhau và cũng có những ca khúc hát chung với nhau ở kênh của bé Bảo Ngư. Con Trang Nhung thì ít đi hát hơn, lâu lâu mới hát một ca khúc thôi. Cho nên là hai nhà thì như một, ở bên Lam có việc gì là Nhung đến ngay. Và thực sự đến thì Nhung cũng không ngờ là cái event hả? Cái event này gọi là họp báo ra mắt MV của bé Bảo Ngư lại vui vẻ, rộn ràng và rất nhiều các cô chú, anh chị báo chí cũng như các anh chị em nghệ sĩ đến ủng hộ bé. Thực sự là bé Bảo Ngư là một cô bé rất là dễ thương, rất là đáng yêu, ngoan ngoãn. Và Trang Nhung rất là yêu bé. Lần nào đến nhà làm nhạc là bé cũng vào bé nghe và bé chọc chị cô Nhung. Là cô Nhung dạy con hát với, rồi hát theo. Rất là vui, rất là dễ thương. Bé Bảo Ngư thì cái lúc đầu tiên đấy là thực sự là đây là một cái câu chuyện rất là vui. Trang Nhung cũng cảm thấy rất là tự hào về Bảo Ngư cũng như là nhạc sĩ Yên Lam. Vì là đầu tiên thì bé Bảo Ngư lúc ấy còn nhỏ xíu thì Trang Nhung đến Yên Lam để làm mấy cái hòa âm phối khí cho ca khúc của con gái của Trang Nhung. Thì Trang Nhung thấy Bảo Ngư dễ thương quá và hát béo ngon. Trang Nhung nói là sao Lam không làm cho Bảo Ngư đi. Thì lúc ấy nhạc sĩ Yên Lam nói là ôi Lam ngại lắm, sợ lại nói là con của nhạc sĩ rồi lăng xê cái này kia, thế là ngại. Ngại gì? Con mình yêu mình đưa lên chứ đầy người người ta, con người ta còn chẳng có năng khiếu, người ta còn đưa lên trên mạng, cứ đưa lên đấy thôi. Biết đâu là mọi người nghe, mọi người lại yêu quý bé và nghe nhiều thì là sẽ thành nhiều lượt xem, thì biết đâu bé lại nổi tiếng thì sao. Và Lam bảo thế tớ làm nhé. Không ngờ là bây giờ là bé Bảo Ngư đã có những cái nút bạc, đúng không ạ? Rồi được rất rất nhiều những ông bố bà mẹ nghe, cho con nghe và cũng ủng hộ bé Bảo Ngư. Và bé rất là chịu khó học hỏi, giữ phong độ rất là tốt cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà chắc quý vị biết đấy, như con Trang Nhung thì không thể nào làm như thế được. Bởi vì bé chỉ có học thôi cũng đã rất là vất vả rồi, không có đủ thời gian để hoạt động nghệ thuật. Nhung vẫn cho cháu học thêm nhưng mà nghĩ là sẽ lớn lên thì cháu thích thì cháu sẽ theo nghề. Nhưng mà riêng Bảo Ngư thì con vừa học giỏi, con lại vừa hát tốt, con lại giữ phong độ được. Và bên cạnh đó thì Bảo Ngư đang học sản xuất về nhạc rồi về phim, dựng phim. Con dựng rất là tốt. Thì cô Nhung rất là ngạc nhiên và rất là xúc động và chúc mừng con. Bây giờ sẽ là một nhạc sĩ có rất nhiều bài hát cho các bé thiếu nhi, và đặc biệt là hôm nay thì anh có mặt từ rất sớm để ủng hộ cho bé Bảo Ngư. Hôm nay chúng rất là vui khi được đến buổi ra mắt album mới của bé Bảo Ngư, đây là Hỏi Cụi. Thì bé Bảo Ngư là một bé ca sĩ nhí mà chúng ta ai cũng biết, các bé hầu như là đều biết hết bé Bảo Ngư, nhất là qua những cái bài hát như là Bóng Bóng Bang Bang nè. Và mùa trung thu năm nay thì không biết là chú Nguyễn Trung có những cái món quà gì dành cho các bé, hoặc là nghe nói có những cái dự án đang ấp ủ cho các bé thiếu nhi trong thời gian tới đúng không? Mùa trung thu năm nay thì bản thân Trung cũng có những cái món quà đặc biệt cho các bé, đó là những MV hoạt hình về những bài hát trung thu mà dành cho các bé thiếu nhi. Và nhất là trên kênh 300 bài hát thiếu nhi của Trung là có một cô giáo dạy hát hết 300 bài hát thiếu nhi, nhất là những cái bài hát về trung thu luôn. Cho nên các bé cần những bài hát thiếu nhi để các bé hát ở trường hoặc là các bé biểu diễn thì cứ lên kênh 300 bài hát thiếu nhi của Trung và các bé sẽ có thể nghe được. Trước khi chia tay, chú Nguyễn Trung chúc điều gì cho bé Bảo Ngư nào? Chú Dung chúc cho bé Bảo Ngư ra mắt MV mới tên là Hỏi Cụi, là sẽ trở thành MV hot nhân dịp trung thu, sẽ trở thành một MV được các bé thiếu nhi xem bất kể lúc nào, lúc ăn, lúc đi ngủ cũng xem, và bất kỳ lúc nào các bé thích. Vô nào, vô. Trên kia có phải chị Hằng, gốc đa có phải dưới chân bay lên. We'll be right back.